Ngày 23 tháng 9, ông Đỗ Tiến Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, Gia Lai, cho hay chính quyền đang tìm giải pháp xử lý điểm sạt lở mất an toàn tại hẻm 58/8 đường Phạm Văn Đồng. Theo ông Giang, hiện chính quyền đã vận động các hộ dân trong điểm sạt lở có nguy cơ mất an toàn tạm rời đi nơi khác. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng tiến hành cắm mốc giới cảnh báo cho người và phương tiện đi qua khu vực. Trước đó, vào đêm 22 tháng 9, sau những trận mưa dầm, mái ta luy dương cao khoảng 5 mét tại hẻm Phạm Văn Đồng bất ngờ đổ sập xuống mặt đường khiến nhiều người hoảng sợ. Hiện trường để lại đất đá, bụi tre đang nằm dưới lòng đường. Trong khi đó, phần triền đồi bên trên hiện vẫn còn hai nhà dân có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào. Nên hai nhà này đã xuất hiện nhiều vết nứt, tường rào bị xô lệch. Ông Phạm Văn Sô, chủ ngôi nhà trên triền đồi, cho hay sau khi xảy ra vụ việc đã đưa vợ con đến trú tạm tại nhà người thân. Căn nhà hiện nằm ngay trên điểm sạt lở khiến gia đình ông Sô rất lo lắng. Trong khi đó, ở nhà phía mặt đường nằm dưới vùng sạt lở, bà Vũ Thị Tuyết Mai cho hay tối qua lúc cả nhà đang trong bếp nấu ăn thì nghe đất đổ ầm ầm. Nghĩ có tai nạn giao thông, bà Mai chạy ra ngoài thì phát hoảng khi thấy mái dốc đổ ập xuống, suýt chút nữa đã đè trúng chiếc ô tô con trai bà đang lái về. Người dân tại đây đang rất lo ngại nếu mưa kéo dài, sạt lở tiếp diễn thì đất đá sẽ tràn vào trong nhà.